Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Việt Thắng Mobile. Bây mình xin giới thiệu đến các bạn những chiếc máy đang có tại kênh của Việt Thắng. Đầu tiên đó là một chiếc Lốt 20 Ultra phiên bản Việt. Bên mình đang bán với giá của nó là 10.800.000. Bản 5G, bản Việt 2 SIM vật lý. Đây nó là một cái bản Lốt 20 Ultra phiên bản Hàn. Bên mình bán cho bạn giá chỉ có 8.800.000 thôi các bạn. Đây là một chiếc Lốt 20 Ultra phiên bản Mỹ. Thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá là 9.700.000. S21 Ultra phiên bản Mỹ, bên mình bán cho các bạn với giá của nó là 9.300.000. S20 Ultra phiên bản Mỹ, bên mình đang bán ra cho các bạn giá của nó là 7 triệu. Samsung A23, hàng chính hãng Việt Nam. Máy mua của khách này vừa dùng được 1 tuần thôi. Đấy, thì bên mình đang bán ra cho các bạn giá là 3.700.000. Tiếp theo một con Samsung S10e phiên bản Mỹ, bên mình đang bán ra cho các bạn giá là 3.300.000, hàng zin đẹp. Lốt 20 phiên bản Mỹ, bên mình có 4 cây thì 3 cây sám đen, 1 cây màu lâu. Sám đen thì bên mình đang bán cho bạn giá 5.500.000. Còn cái máy màu lâu ngoại hình đẹp hơn một chút thì bên mình bán cho bạn giá là 5.700.000. Lốt 9 phiên bản Hàn 2 SIM, bên mình đang bán ra cho bạn giá là 2.700.000. LG Velvet, hàng Ginkeng Spen, có sám trắng, bên mình đang bán ra cho các bạn là 3.500.000. LG Wing, đấy, máy đẹp 99%, giá 4.100.000. V60 tinh quy, hàng Ginkeng Spen, bên mình đang bán là 4.200.000. Và một cây nữa đó chính là chiếc iPhone XS Max bản 64GB, bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 7.500.000. Con này nó là một chiếc máy màu vàng, ngoại hình của nó có thể nói là một chiếc máy hàng zin đẹp 99% luôn các bạn. Zin đẹp 99%, bao cho các bạn không ép kính, không có thay lưng. Đấy, nó là hàng zin chuẩn 100% luôn. Pin của nó lên đến 89%, đây cũng là pin zin đi theo máy các bạn nhé. Đấy, đây quốc tế Mỹ này. Đấy, quốc tế Mỹ, lắp sim nào cũng được. Đây nó cũng là 2 sim, 1 sim vật lý và 1 e sim. XS Max đến bây giờ nó vẫn đang rất đẹp các bạn nhé. Đến bây giờ nó vẫn đang rất là đẹp bởi vì cái ngoại hình của nó rất là ưa nhìn. Bên mình đang bán ra cho các bạn giá là 7.500.000, tặng các bạn một bộ sạc, một kính cường lực và một ốp lưng, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1, bao cho bạn zin từ A đến Z. S21 Ultra phiên bản Mỹ, RAM 12, bộ nhớ 128GB, chạy con chip Snapdragon 888. Con máy này thì màn hình của nó là 6,9 inch, pin của nó là 5000, camera của nó lên đến zoom 100x. Về màn hình của nó thì là 120Hz và độ phân giải của nó là Dynamic 2K+. Đây là một con máy mà thiên về tính năng giải trí các bạn nhé. Dùng con máy này thì rất là sướng đời. Giá chỉ có là 9.300.000. Màn trắng sáng không ám, không ố, không nêu hình, máy còn zin nguyên bản. Đấy. Tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc siêu nhanh và một dán màn hình. S20 Ultra. Đấy, về cấu hình thì cũng tương đương với cả S21 Ultra, nhưng mà chip của nó thì là Snapdragon 865. Đấy, còn lại pin cũng là 5000, camera cũng zoom 100x. Màn hình của nó cũng 6,9 inch, độ rộng của nó cũng là độ phân giải của nó cũng là Dynamic 2K+ các bạn nhé. Con máy này thì màn hình nó có hơi xước phe phẩy lông mèo. Đợt hôm trước là bên mình đang bán 7.300.000, nhưng con này bên mình hôm nay bán thanh lý nốt cho các bạn giá là 7.000.000. Về ngoại hình của nó thì đây, về vỏ và lưng thì của nó có thể gọi là hàng Ginkeng luôn. Màn hình nó có hơi xước phe phẩy nhẹ thôi, dán cái miếng PPS vào là hết luôn các bạn nhé. Nói chung là nó là một chiếc máy rất đẹp, màn hình trắng sáng không ám, không ố, không nêu hình, zin nguyên bản. Nó cũng là RAM 12, bộ nhớ cũng 128GB, cũng là 2 SIM 2 sóng và 1 SIM vật lý, 1 eSIM các bạn nhé. Đều hỗ trợ sóng 5G. Đây là một chiếc Samsung A23 5G phiên bản Việt Nam. Máy khách mua dùng được đúng 1 tuần, sau đó là để xó luôn, không dùng. Đấy. Còn thời hạn bảo hành nói chung là gần như là 1 năm nữa, 25 tháng 1 năm 2024 các bạn nhé. Đấy, các bạn nhìn này, máy Ginkeng Spen vẫn còn siêu này. Đấy, siêu này. Các bạn nhìn thấy chưa, siêu còn chưa bị nhăn hoặc chưa bị xước gì luôn này. Đấy.
Hàng này thì các bạn mua yên tâm, pin khỏe. Các bạn nào mà mua cho các cô chú hoặc là các bạn làm văn phòng rồi các anh em cày game thì có thể mua ở dòng này, bởi vì pin của nó thì rất là trâu, các bạn có thể dùng lên đến 2 ngày. Đấy. Samsung A23 Zincan Sven các bạn này, đấy tặng các bạn một cái ốp lưng. Đấy. Giá chỉ có 3.700.000 thôi. Và tặng thêm một bộ sạc nữa và một tai nghe. S10e phiên bản Mỹ, máy màu xanh ngọc. Ngoại hình của nó là một chiếc máy hàng zin đẹp 99% luôn, hàng siêu hiếm luôn. Đấy, zin đẹp. Đấy, zin đẹp luôn. Con này thì màn hình trắng sáng, không ám, không ố, không lưu hình. Đấy. Đây, màn rất đẹp. Con này được cái đó là RAM của nó rất cao, RAM 6 bộ nhớ 128GB. Và kèm con chip Snapdragon 855. Đây là một con máy mà đến bây giờ giá của nó rất là êm, giá chỉ có 3.300.000. Sẽ tặng các bạn một ốp lưng, một bộ sạc và một tai nghe các bạn nhé. Bảo hành cho bạn 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Zin đẹp nguyên bản luôn. Đấy. Tiếp theo sẽ đến đó là những chiếc Note 20. Note 20 màu đen, xám đen thì bên mình sẽ test sơ qua thôi. Đấy. Tất cả đều là zin nguyên bản. Đây các bạn này, áp suất này. Đấy, nhảy rất căng, rất khỏe, màn hình rất sáng sáng này. Ngoại hình của nó thì chỉ có xước phe phẩy nhẹ, lông mèo. Đây nói chung con này hơi đẹp. Đây nó chỉ xước nhẹ nhẹ thôi các bạn. Con này tương đối đẹp này. Đấy. Hoặc là con này này. Đây, nó lấm tấm một tí thôi, đây là do dùng ốp thôi các bạn nhé. Tất cả chức năng thì bên mình đều đã test hết rồi. Con nào con đấy áp suất đều căng đét luôn nhé. Đấy bên mình đấy, mới chỉ test áp suất một ngón tay thôi mà đã rất là khỏe rồi. Đấy. Thì dòng máy này thì RAM của nó lên đến 8GB, bộ nhớ của nó là 128GB, chạy chip Snapdragon 865, nó cùng với cả con chip của Samsung S20 Ultra. Đấy. Pin của nó bọn này thì rất là khỏe. Máy thì 2 SIM, 1 SIM vật lý và 1 eSIM. Ngoại hình đấy nó chỉ như thế này, nói chung rơi vào tầm 97-98%, không cần không móc, nó chỉ siêu sát do dùng ốp thôi. Đấy. Thì bên mình đang bán ra cho các bạn với giá của nó là 5.500.000, tặng các bạn một bộ sạc, một ốp lưng và một dán màn. Đây con màu nâu thì nó đẹp hơn. Đấy, màu nâu thì nó đẹp hơn chút. Thì bên mình bán cho bạn giá 5.700.000 nhé. 5.700.000. Ok. Tiếp theo đến những chiếc Samsung Note 9. Đấy, ví dụ như cây đầu tiên là một cái máy màu nâu cà phê. Ngoại hình của nó cũng là một cái máy hàng đẹp. Đấy. Viền của nó chung là chấm phẩy tí thôi, nhưng mà giá như này thì không quan tâm đến vỏ ngoài nhé, nó chỉ quan tâm đến màn hình thôi. Đây màn hình đây nó bị đố một chút ở đây này. Đấy, nhưng mà màn hình vẫn trắng sáng, không ám, không lưu hình. RAM 6 bộ nhớ 128GB, máy 2 SIM 26 online các bạn nhé. Màn hình 6.4, pin thì 4.000. Cây đầu tiên bên mình đang bán cho các bạn giá là 2.800.000. Tặng các bạn ốp lưng, tặng cho các bạn sạc và tai nghe, bảo hành 3 tháng, bảo hành cả vết noang cho các bạn luôn. Đây là cây số 1 giá là 2.800.000. Tiếp theo đến cây số 2 là một cây máy màu xanh titan. Nhìn rất đẹp này. Bút điếc sử dụng đầy đủ nhé các bạn nhé, màn hình trắng sáng này, không ám, không lưu, và nó chỉ đúng một cái đốm đấy, nó đốm bé tí ở góc này. Các bạn yên tâm dùng cái máy này tầm 5 năm 7 năm thoải mái các bạn nhé, không bao giờ sợ loang, sợ lỗi nhé. Đấy, cây số 2 bên mình cũng bán các bạn giá chỉ có 2.800.000 thôi. Đấy, dòng flagship ngày xưa đến bây giờ giá mua chỉ có 2.800.000, bọn này chụp ảnh camera thì nét thôi rồi luôn. Đây các bạn, camera bọn này thì quá đẹp luôn nhá. Để mà so nước ảnh thì mình nghĩ là nó nét hơn cả bọn các cái máy Samsung đời A bây giờ. Bởi vì dòng camera của Note 9 thì chụp ảnh mình thấy là rất là chân thật và đẹp. Cây số 3 màu titan, màu vàng. Con này thì đây các bạn, đây nó bầm đúng một tí ở đây thôi, đúng một tí ti này. Đấy. Đấy, con này đẹp luôn này. Đấy, con này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá của nó là 3.100.000 nhé. 3.100.000.
Đây là cây số 3 là 3.100.000. Tiếp theo đến LG Velvet. Tiếp theo đến LG Velvet. Đây là những chiếc máy nó là hàng rất là chuẩn, zin keng sben luôn. Đây các bạn, rất đẹp nha. Đây là máy vết bẩn thôi. Đấy các bạn, nấu đi là sạch hết này, zin keng sben. Mặt trước, mặt sau đều không xước, mặt trước cũng không xước luôn. Màn hình thì chẳng sáng không ám, không lưu hình. Dòng LG Velvet này chính là những chiếc máy của dòng flagship. RAM của nó là 8GB, bộ nhớ của nó 128GB, chạy con chip Snapdragon 765G thế hệ mới. Con chip này thì nó sẽ hỗ trợ một SIM và có sóng 5G. Đấy, màn hình của nó 6,8 inch và độ cong của nó là full tràn viền. Full tràn viền này. Độ cong nhìn rất là sang trọng. Giá thì bên mình bán cho bạn chỉ có 3.500.000 thôi các bạn nhé. Tặng ốp lưng, tặng sạc, tặng tai nghe, bảo hành 3 tháng nữa 1 đổi 1. Và nếu mà các bạn cần một dòng flagship nữa của LG thì nó cũng hơn Velvet một chút. Đây là dòng da sau. Đấy, với ngoại hình của nó thì khỏe hơn. Nhìn nó có thiết kế nó cục mịch hơn, nó dày hơn. Đây, còn Velvet đây. Đấy, nhìn hai cái đấy, nó khác nhau như một con trống một con mái vậy. Đấy, dòng này thì rất là khỏe, pin của nó lên đến 5.000. RAM của nó vẫn là 8 và bộ nhớ của nó 128, nhưng nó lại chạy con chip Snapdragon 865. Màn hình của nó thì là 6.8, 6.9 inch. Đây rất khỏe. Máy một SIM hỗ trợ sóng 5G. Đấy, hàng zin keng sben. Bên mình đang bán là 4.200.000. Tiếp theo đến một chiếc LG Wing. Đấy, màn hình xoay rất độc, rất lạ. Và camera của nó thì camera thò thụt nhá. Độ phân giải lên đến 48 megapixel luôn. Con này thì là 4.100.000. Rất đẹp, ngoại hình của con này thì rơi vào tầm khoảng 98 đến 99%. Màn hình trắng sáng không ám, không lưu hình. Đó, giá chỉ 4.100.000 thôi các bạn nhé. Đấy, ngoài ra thì đây, lốt 20 phiên bản Mỹ thì chiếc máy này là còn nguyên siêu đây này. Đấy, còn nguyên siêu viền luôn. Hàng zin keng sben nguyên áp suất. Thì bên mình đang bán là 9.700.000. Bản Hàn 8.700.000 là vì nó hơi xước nhẹ một chút, nhưng mà bản Mỹ là 2 SIM, bản Hàn thì chỉ có 1 SIM thôi. Đấy, không có cần, không có móc. Thì giá chỉ có 8.700.000 thôi, nhưng bộ nhớ của nó thì anh lên đến 256GB. Giá vẫn là 12 các bạn nhé. Còn bản Việt Nam, bản Việt Nam thì nó là 2 SIM vật lý. Đấy, 2 SIM vật lý, ngoại hình của nó là zin đẹp. Giá thì là 10.800.000 nhé. Vậy là hôm nay bên mình đã giới thiệu xong đến những chiếc máy đang có tại kênh của bên mình. Rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye.